Tại sao chúng tôi không đóng thùng kín mít cho loa tép? Vì anh em mua hàng trên mạng thì anh em phải mua hoàn toàn là công khai củ nam châm. Đấy, giống như trong hình ảnh này. Anh em được xem hình ảnh Zalo, Facebook. Củ nào là củ 250, củ nào là củ 350. Đấy, ví dụ như đôi 800 đây. Đấy. Hoặc là đôi 1 triệu. Đấy, đôi trắng trắng này là 800 này. Đấy, đôi 800 đây. Đấy, y sệt như thế này thì anh em nhận. Chứ còn chúng tôi mà đóng thùng kín mít vào thì anh em không biết đó là đâu đâu. Đây là cặp 1 triệu của 350. Đấy, y sệt như thế này thì anh em nhận hàng. Đấy. Đóng thùng kín mít vào thì đến tay anh em thì không biết là nó là củ này hay là củ nào, nên nó cũng rất khó để xác định nó là hàng chuẩn hay không. Nên vì vậy, chúng tôi đi theo cái đường lối truyền thống của loa cóc tép, đó là để trần từ thời nguyên thủy. Nguyên thủy của loa tép nó là để trần như thế này chứ không đóng thùng. Về Việt Nam thì nó sẽ biến tướng thành đóng thùng kín mít, chứ còn thực ra nguyên thủy của nó là trần như thế này, gọi là loa tép cóc của Nga đấy nha. Đấy, từ tép cóc của Nga nó là để trần như thế này, nguyên thủy của nó không đóng thùng.